Xin chào quý vị và các bạn. Mình dẫn quý vị và các bạn đến thăm một cây sung siêu to khổng lồ. Cây này thì đường kính phải tầm 2 mét đấy, quý vị các bạn ạ. Rất cao, tầm gần 3,5-4 mét. Quý vị các bạn thấy tán của nó cắt tỉa rất công phu. Quý vị các bạn thấy đây, theo kinh nghiệm riêng của mình thì cây này nó phải hàng trăm năm rồi. Và với cây sung to đẹp như này thì hiện nay anh chủ vườn yêu cầu là giá 3,5 tỷ đồng. Rất xứng đáng. Một trong những cây rất đặc sắc. Vì cảm thấy anh khán giả kia cao như kia mà không cao, gấp cái đầu. Sao cái này chưa quả anh nhỉ? Cái này cao quá. Đây là cây sung cổ thụ quý vị các bạn ạ. Để số điện thoại của anh chủ vườn. Video của mình kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.